Con lại kêu đi, con lại kêu. Con ở bên khu nhà. Thôi mày tắt đi, cha quay cho con tận ngoài. Dạ con thiên vô. Dạ con đang đợi quà. Đây con mừng học mở. Đi vô vô kêu cha, đi vô xin cha, kêu cha. Cha hả? Con đang nhận quà. Quà đâu? Quà hả? Quà gì? Ôi, sao mày quà luôn hả? Ủa hai thùng quà to như vậy? Đã luôn. Thích quá vậy. Nặng quá, nhanh lên đi. Rồi bước lên cho thầy lên đây. Rồi đem cái thảm qua, để cái thảm qua bên kìa, cái thảm kìa. Rồi đẩy vô con Phùng nữa. Ủa khỏe gì trời, khỏe vô ta. Đẩy vô đây nè, để là trong giống nè. Để lên đây nè. Để thầy nói không? Ôi. Dỗ quá ta. Khỏe quá ta. Ê, trà sữa đã làm được rồi. Trà sữa khỏe quá. Bé khỏe bé ngoan. Rồi con không nữa. Ghê vô. Để đó, để sắp lại thôi. Rồi. Được tốt. Trời ơi. Dạ xin chào khán giả của Phúc Dừa con. Xin Dừa thật là hạnh phúc khi mà cứ ngày nào cũng nhận quà của ông quý ông bà cô chú. Ăn nè. Té. Cái bụng cha trở lại. Nè. Trở lại. Xỉu rồi nè. Đỡ. Đỡ hủ bà. Rồi lên. Rồi bước lên đi. Rồi đẩy vô đi, tôi đẩy đâu nổi đâu. Rồi đẩy vô tôi đi. Tôi lấy đậu khui. Nói không? Cái này còn khó hơn. Rồi nhiệm vụ của con là đẩy rồi. Đẩy được không? Được không? Đẩy nổi luôn rồi. Thôi đây cho đẩy cho. Nặng quá hả con? Nè, đặt đẩy của cha nè. Để vui cho. Tôi cùng nào trước? Cùng này. Hả? Cùng này. Cùng này hả? Cùng này. Cùng này. Vậy cùng nào? Dạ con chào ông và cô chú thì khán giả. Thôi cùng nào? Không. Giờ ngồi yên đi. Con ngồi yên cha khui rồi con review quà. Từ từ thôi. Con đừng có làm nhốn nháo. Để cha khui cái này trước. Hôm nay là ông bè. Con ngồi đây trước đi. Màu vàng xanh lá cây gì? Con cảm ơn quý ông bà cô chú trước đi. Cảm ơn quý ông bà cô chú đã tặng quà cho con. Ngồi bên đây nè, quay mặt qua đây mới thấy được. Đây. Con bóp nè. Cái này bóp gì? Từ từ để cho cái kéo bé. Con cảm ơn quý ông bà cô chú chưa? Cảm ơn bà chưa. Ồ, cái này gì ta? Dầu húng chanh. Cái này để dùng. Cái này làm gì ta? Cái này chắc để ho ha. Cái này thuốc ho nè. Cô thương ông bà cô chú thương con nè.
đưa cái này cho con cho con uống để con hết ho đó. Rồi tới thôi, cái nào rồi để đây qua đi. Rồi cảm ơn, thanh tay cảm ơn đồng à. Cảm ơn. Dạ Phương Dừa xin cảm ơn, rồi để đây. Cảm ơn. Quay đây cảm ơn nè. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Giờ thùng nào? Giờ thùng nào? Hai thớt. Cho tù xì đi, tù xì đó. Nếu mà cha thắng thì thua này, con thắng thì thua này. Tù xì nha. Tù quán tù xì. Ôi, con thắng rồi. Rồi, em thôi hôm nay. Lại một lần nữa này. Tù xì lại đây. Quán tù quán tù. Ủa, gãy bao luôn thôi vậy? Biết rồi, thương tôi lắm. Anh hai thì đang ăn cơm ở bển, tự nhiên nay giờ anh hai đói bụng, mẹ mới chiên cho anh hai một cái trứng, anh hai ăn bển xíu anh hai qua nhận quà. Cảm ơn đi con, thanh tay cảm ơn đi. Mỗi cảm ơn quý bà cô chú. Tina Quỳnh, chị Tina chỉ tặng nè. Chiếu đi con, nè con mặc đồ đạp ra đẹp nè. À này của cô Tina tặng con nè. Nè. Ô. Rồi chút đi cho. Ô đồ đẹp nè. Wow. Quá trời. Ôi, đồ này hay sexy nha. Rồi vô. Nào trước đã. Này sao? Mua ba bịch cà phê luôn. Rồi con mặc thử đây. Để đúng rồi, đây, tôi biết mặc không? Nè, mặc thử coi. Dạ, tên ta đây, mời chẳng tâm rồi nha. Dạ, nè, con mặc thử coi. Rồi, quay chị hai đi, để cho hai đồ của em, cho em mặc thử coi nha. Trong lúc mà... rồi em. Không biết thục vật lại có cái gì nữa. Thục anh. Từ từ con. Từ từ nè. Trời. Đẹp dạ. Xuất sắc luôn. Nè, cái này kiểu vậy nè. Ơi, sexy quá đây. Rồi quay qua con cho cô thấy rồi. Mày học đi đám cưới. Đẹp quá. Cho con quả tốm rồi. Để đàng hoàng, để kẹo xuống đi. Ủa, con nhiều kẹo quá trời, cái này ăn khi nào hết vậy? Mẹ mới gom ra được 3 bịch cà phê. Thôi, này cà phê trong ngoại được hả? Trong ngoại trong nội. Thôi con, sửa đây đâu, sửa thu tiếp nè. Thu tiếp này xíu cho. Chạy nhanh về con, đi qua kêu em nhanh qua đi. Để chặt thu tiếp. Đi qua bên kia kẹt, em sửa về nhanh đi con. Dạ. Sửa ơi. Rồi. Chị cho mấy này nè, cái này là cấm cấm bổ mà, nè ăn tốt thôi, nước cũng tốt không nè. Bổ sung vitamin và canxi cho trẻ biến ăn chậm lớn. Rồi, cái này cho chia sẻ như là cái đứa nhỏ nè. Quá trời quá này, bỏ vô đi. Rồi, cảm ơn, thanh tay cảm ơn con. Rồi đây kẹo cốm nè, Thế Dĩnh hôm nay cảm ơn đi con. Con cảm ơn chú. Trà sữa hôm nay cảm ơn. Cảm ơn. Mỗi người hôm nay cảm ơn con. Con cảm ơn bà cô chú ở đây mà. Dạ con cũng cảm ơn bà cô chú luôn. Con Doraemon.
Đây là quà của Nobita. Rồi bỏ vô, từ từ. Đây của quà của Putina gửi tặng cho tụi con nè. Đây là những món quà sức khỏe của anh Khương. Của anh luôn. Đây, cái gì vậy? Chúc ba chúc. Bây giờ con mới thấy được chúc ba chúc. Đây, ta cha. Nè. Kéo rồi. Con có cơm, bởi gì nữa ta? Nhiều lắm mẹ, cái thùng này nữa nè. Thùng của anh Khương là đương nhiên là phải là quà của bác Khương hết. Tối ngày sẽ không nhận quà cha hoài. Cha con kia, cha con kia. Cha con mừng bằng nổ à. Cha con con đi. Chào kéo tụi con, tính ra chào kéo. Từ từ. Ui. Đó tóc kéo. Sữa chưa gì hết vui rồi. Nằm quá rồi. Từ từ nha. Từ từ. Tất cả đứng yên. Tất cả. Ơi, có hộp gì đó. Tất cả đứng yên. Đứng yên. Từ từ, cô lấy một cái món quà ra. Còn món quà gì để ông bà cô chú tặng để ông bà cô chú biết. Đánh nha này. Đây. Từ từ, không được đụng vô. Hai hộp. Từ từ. Hai hộp. Đây. Ngoài đây. Cháo này bự. Để tôi mặc trước. Rồi, che lại, che lại. Để tôi mặc trước. Quà của con đã. Từ con. Ôi, cái bịch này là bên nhà con vừa không? Ô, quá vừa luôn. Ê, sữa sữa. Vừa không? Bạn không? Vừa. Cảm ơn. Ủa, con vừa. Hả? Thuốc vitamin C. Cái gì? Thuốc. À. Cái này không phải thuốc em ơi con ơi. Cái này chai gì á? Trời ơi, bà xã Khương Dừa. Bà xã Khương Dừa nè. Bà xã Khương Dừa. Bà. À, cái này là con hai. À, cái này lăng. Có hai. Lăng khử mũi. Ôi trời. Để cho lấy hỏi xuống nè. Đây đây bà xã của con vừa được tặng bộ make up bò dễ thương không, có son nè. Cho anh được không em? Cho anh được không? Để anh make up đi làm. Từ từ. Rồi bà sửa rồi hát rồi kìa. Đây. Một fan đi nhà, một fan phúc phê à ơi nhà ơi. Bà ơi, nhà nhà ơi, bà xã Khương Dừa. Con muốn thấy thế dĩnh là nhà xe. Một fan chúc phê bà ơi. Hai không có đường ra đâu á. Chưa? Trời ơi, hát không được ra đây, Khương Dừa được cái áo nữa. Quá đẹp, quá dễ thương. Bà xã Khương Dừa. Khương Dừa cảm ơn. Bà xã Khương Dừa. Đây, này bà xã Khương Dừa. Thế Dĩnh và trà sữa. Không. Cái này cũng lăng khử mùi nè. Đẹp quá. Dạ. Này bánh kẹo này dành cho mấy bạn nhỏ nào uống. Thế Dĩnh và trà sữa nè. Thế Dĩnh và trà sữa thì trà sữa nè. Đây bánh kẹo. Thế Dĩnh và trà sữa. Đây. Đây cái này của Thế Dĩnh trà sữa, cái này là bột niêm của Thế Dĩnh và trà sữa. Nè con chỉ con đọc đi. Bột niêm của Thế Dĩnh và trà sữa. Con trai Thế Dĩnh. À? Không hiểu. Cái gì? Ăn à? Thế Dĩnh và trà sữa nấu. Của Thế Dĩnh. Nấu ăn. Nấu. Ăn. Màu. Chỉ bỏ. Màu. Ôi, ở này là biết. Ở này là biết này của cô nè, cô gửi hả? Cô để cô gửi. Của Bi nè. Trần Mỹ Huỳnh của cô gửi nè. Của cô gửi, cô ghi chưa thích rất là cụ thể luôn. Đây là thuốc nóng sốt của trà sữa và Thế Dĩnh, hỏi bác sĩ trước khi uống. Cái này vào đi khám bệnh mình hỏi. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, cái này là
thuốc bổ ngày một viên hả? Có gì cái này hả? Thuốc bổ một ngày một viên. Cái này nó gần chặt. Chia nhau. Cái này Kit Kat, cái này Kit Kat, này cái này sô cô la. Sô cô la giống cái máy này nhưng lại đuổi đuổi này ra. Sô cô la giống rồi. Đây sô cô la nè. Đâu đã đã. Con này con sô cô la nữa nè. Trời ơi đã quá. Ba ngọt uống gốc. Cái này mới đặc biệt là ba ngọt uống gốc. Rồi nè, ba ngọt uống gốc. Cái này chỉ. Đây đây kẹo nữa nè, đây nè, năm với cháu xã con. Quyến bao chút. Rồi đã quá. Rồi bánh kẹo không mà đứng xuống. Nước uống. Ủa gì? Uống nước. Còn. Ôi bánh kẹo nữa nè, này cái này mà hồi hồi. Cái này hồi đó mà mình đâu dễ không? Thời thời của tôi vừa dễ gì có ăn gì mà không bao chút. Cái này là ba cũng gốc nè. Ôi. Đã quá. Khoai. Sữa bánh tay cảm ơn. Sữa hai bên rồi. Bánh tay cảm ơn các em. Trăng nhà trăng vui vẻ trăng học tâm lắm chung chú mình nhà cần bên em phân trong giàu phân quê nhân đừng là trăng đi về xe lớn nữa đem đây em chứa em trang về tao vì bỏ cây làm ấm hầm mở hăng quèn cô làm bên khóc mỗi lúc đông mượn xe nhập lần quê tôi cha hôm mây tôi làm ai cũng giỏi nhưng là phân nhiệt anh nhiều tâm tôi tâm tâm như con sâu nào nghiêng nghiêng bằng đông lúa yêu nhau hai năm cho ba ấm tình bi thắm là mình tôi sợ hôm mình hôm mày đã có mở này ra nha mặt đi mặt đi mặt đi rồi cho mặt ra. Rồi quay thùng quà đi lấy cho thầy. Quý vị khán giả ơi, có hai hũ này được nè. Quý vị khán giả. Quý vị khán giả. Một cốc. Quý vị khán giả. Đây nè quý vị khán giả. Một hũ á thì của Thái Vĩnh nè. Đây nè. Thái Vĩnh thóc bò ngày một viên. Thế Vĩnh con trai. Còn cái này trà sữa. Ok. Đây. Bò thốt bò bỏ bổ ngày một viên rồi trà sữa con gái đi tắm trong dầu mỡ đường quê nhóm đơn là con kẻ miếng nhặt đi ca không hay tôi đang nghe cũng tự nhưng bút cái nhiều để cho em hát xíu đi con. Ông là đau riêng nè. Ưu em nha. Má, có mặt hỏi con nè. Cái này bột cái áo của bảo. Trời ơi quá trời rồi. Sữa này, sữa cảm ơn quý bà cô chú. Sữa hát hai bài, sữa tặng quý bà cô chú luôn. Sữa hát nữa hay. Quý vị giả ơi. Con có kẹo. Với lại một củ quý gì ơi, đừng có lặng. Kẹo bổ. Con có một củ cơm với lại một củ kẹo bổ. Còn gì có hai chai đó thôi. Con trai với mẹ được hai chai lăn lắm. Hai chai khử mùi. Mùi kiểu mùi giống mùi không dễ. Tối ngày cua quà hoài luôn không. Khương vừa còn một đống quà mà đi Hà Nội nữa. Lát Khương vừa cua cho trà sữa thế dịch. Chị dạy tiếng Anh chậm lớn, con chậm lớn. Còn rồi thôi bây giờ nè con trai từ đứa con trai cảm ơn đi. Cảm ơn con cảm ơn quý vị khán giả đã tặng quà cho tụi con rất cảm ơn. Con cảm ơn ông bà cô chú.
cô chú quý vị khán giả. Tặng quà cho chị em con. Ông và cô chú quý vị khán giả đã tặng quà cho chị em con. Hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Rồi, sổ bàn tay cảm ơn nè. Cảm ơn. Tặng quà cho tụi con. Dạ rồi, chào tạm biệt quý bà cô chú nha. Hẹn lại quý bà cô chú trong một video tiếp theo. Cảm ơn quý bà cô chú lúc nào cũng yêu thương gia đình nhỏ của con Dừa và tặng quà cho gia đình nhỏ con Dừa và theo dõi kênh của con Dừa con. Và hẹn lại, chào tạm biệt, chúc quý bà cô chú buổi tối vui vẻ nha.